Ok, xin chào, mình là Neko và hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu với các bạn một cái webcam mà mình vừa mới hôm qua mình dùng thấy ok nên là mình giới thiệu và thích thì có thể tìm mua nó. Mình biết là có một số bạn muốn rep video face spinning bằng webcam nhưng mà không có biết mua cái loại cam nào cho tốt thì mình giới thiệu các bạn cái này là cái Logitech C170 mình mua cửa hàng Phong Vũ quận nhất. Các bạn hãy truy cập vào trang web phongvu.vn để mà đặt mua nó. Đây là chất lượng của nó. Và tiếng âm thanh audio thì các bạn nghe video mình các bạn cũng có thấy được cái chất lượng của nó rồi, nên là mình chỉ nói về cái hình ảnh thôi. Đây là cái hình ảnh của nó đó, thì các bạn thấy thì theo mình thì nó rất là mượt, rất là tốt, rep được video HD luôn đó, rất là tốt, không bị giật lắc, kể cả khi mà mình tắt cái đèn bàn đi thì rep video vẫn bắt được hình tốt đó, như này đó. Một số cái webcam thì khi mà bạn không có đủ điều kiện ánh sáng như thế này, không có đủ điều kiện ánh sáng đèn đốm như thế này thì nó giật lắc rất là nhiều, lắc tung lên luôn đó. Còn cái này thì nó không bị, rất là ok. Cái là về khi mà bạn mua về bạn phải cài một cái phần mềm gọi là Logitech webcam software. Đây Logitech Webcam Software này các bạn có thể tải trên, tìm trên Google và tải về, chứ nó không có đĩa sẵn cho các bạn bỏ vào máy và cài đặt. Cái đó là khi mà các bạn tải, khi mà các bạn rep video các bạn phải tải cái thằng Webcam này về và các bạn phải tùy chỉnh nó thì nó mới rep được cái chất lượng như thế này, chứ thằng bạn của mình mua về không biết, tưởng đâu là cắm vào thì rep ngon lành, nên là cắm vào thì chất lượng sẽ như thế này đó, nó sẽ cù cù như thế này, giật. Nên là không biết, nó tưởng là đồ SIDA, nó trả lại. Thực ra là phải chỉnh cái này, phải hạ cái này xuống -7 thì các bạn mới rét được cái chất lượng như này đó. Một cái nữa là khi mà trong mặt ven này các bạn mua về thì cái màu sắc nó sẽ như thế này đó, nó cùi cùi như thế này, các bạn phải chỉnh. Các bạn phải hạ cái thằng này xuống, cái thằng này đó, hạ xuống tối đa luôn thì nó sẽ không bị hạt nữa, nhưng mà màu nó vẫn còn cùi cùi thì các bạn sẽ hạ tiếp cái thằng này, thằng ở trên hạ xuống tới một mức độ nào đó mà bạn cảm thấy ổn rồi thì ngưng lại. Nếu mà các bạn hạ tối đa luôn như thế này, hạ tối đa luôn thì nó sẽ thành video trắng đen, nên là sẽ giữ một mức độ nào đó mà bản thân các bạn cảm thấy ok thì bạn ngưng lại đó, thì nó sẽ rep ra được cái video như thế này, chất lượng như cái video của mình. Đây là cái webcam C170, các bạn thấy hay thì có thể like, ủng hộ và mua nó về dùng thử. Mình thấy nó rất là ok, giá tiền cũng ok, 425.000, rất là hợp túi tiền. Các bạn xem video của mình.